Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ xem cái sự kiện Giáng sinh đó anh em. Thì để mình xem có gì những gì ha. Thì cái cách kiếm bông tuyết á, cái bông tuyết này thì nói chung là mấy anh em mà nạp thẻ thì nó rất là nhiều nha. Đó. Nếu mà nạp thẻ thì nó cho rất là nhiều. Đó, như là đây 69 ngàn được hai bông mà mình thấy nó rất là nhiều luôn đó anh em ơi. Đó, ở đây là anh em nạp thẻ là theo mệnh giá này anh em sẽ được cái bông tuyết nè, đó 700 mấy nè, triệu mấy nữa nè đó, nên nếu mà anh em nạp thẻ thì rất là nhiều cái bông tuyết nha. Đó thì khi mà có bông tuyết thì anh em đi đổi cái bông tuyết ha. Thì đồng thời nó có hai cái event của tướng cà rốt và tướng chopper ha. Thì ở đây đó, nếu anh em nạp thẻ nữa thì anh em cũng sẽ có được cái bông tuyết với cái trái thông ha. Đó, nhưng mà nếu mà anh em chơi nông dân thì rất là chua nha. Nói chung là ở đây là thấy đa số là nạp thẻ thôi anh em ơi, không có phi nổi. Đó, thì mình thì cho nông dân cho nên mình không có nạp gì hết nha. Thì ở đây là Giáng sinh an lành nè. Đó. Thì anh em sẽ tốn một cái trái thông á, anh em giống như là anh em mở phá vậy đó, mở phá trên nó có ba cái con này nè. Anh em mở phá thì anh em sẽ thấy được cái vật phẩm để anh em đổi. Ví dụ vật phẩm này là 20 bình nè, 20 bình chiêu ha. Ở đây tới 5 5 trái thông rồi. Nói chung là khá chua luôn nha anh em. Năm cái bông tuyết mà đổi có hai chục cái thùng này quá chua, phải 20 thùng rượu cũng đỡ, 20 thùng rượu đặc biệt cũng đỡ ha. Hai chục cái bình này có gì đâu nó. Đó, mà anh em thấy nạp 69 ngàn mà có hai cái bông tuyết. Nói chung là anh em nông dân thì không chơi nổi nha. Giáng sinh này là không có ăn lành này. Đó. Ví dụ anh em có kim cương á, sẵn á, thì anh em đây anh em mua 2.500. Đó. 2.500 cái bông. Mua được 5 bông ha. Đó. Mà mua được có 2 lần nha. Mà anh em thấy bây giờ tướng nó lên 11 sao rồi. Mà đi mua cái chiêu mộ đại hải tặc này thì làm cái gì, không có ý nghĩa gì hết á. Cái chiêu mộ đặc biệt mà còn còn không xong đây, tốn tiền đi mua cái bình đó chứ quà không ngon không anh em ơi. Mình thấy sự kiện này là không có ngon chút nào hết. Rồi đối với anh em nông dân tụi mình ha. Còn nếu mà anh em nào nạp thẻ có tiền nạp thẻ thì nó khác ha. Cái này là mình nói là chỉ mấy anh em chơi nông dân thôi nha. Chung là không im. Thì mình cũng đang dự định nâng cái con ngay này lên 12 sao. Mà phút mình thì cũng chưa có đủ. Đó. Bây giờ mình còn thiếu hai con một sao nữa. Thì mình sẽ nâng cái con này lên, con ngay lên 12 sao luôn. Nói chung là nâng 11, 12 sao rất mạnh anh em ơi. Chắc một vài ngày nữa là mình sẽ đủ phút, mình sẽ nâng cái con ai lên 12 sao. Hiện tại thì rất là thiếu, chưa đủ nữa mà. Chứ nếu mà lấy con ai thường này mà làm phút thì cũng hơi phí. Mình không biết nó mở ra cái gì nữa ha.
clip nghiên cứu cái event Giáng sinh của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Nếu anh em nào thấy hay thì cho mình một like, một share và một lượt đăng ký nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.